Chào mừng các bạn, những người đang khao khát thành công. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những thói quen hàng ngày, đưa những cá nhân bình thường vươn tới đỉnh cao phi thường của thành công. Từ những doanh nhân tầm nhìn xa, các nghệ sĩ thành đạt, những nhà tư tưởng sáng tạo, đến những nhà lãnh đạo kiên cường, những người thành công trên mọi lĩnh vực đều có một điểm chung: sự cam kết với những thói quen hàng ngày, thúc đẩy sự phát triển, năng suất và sự viên mãn. Thói quen chính là những viên gạch xây dựng nên thành công. Chúng định hình suy nghĩ, hành động và cuối cùng là số phận của chúng ta. Tuy nhiên, đối với nhiều người, con đường dẫn đến thành công có thể dường như mơ hồ, bí ẩn và phức tạp. Làm thế nào để những người thành công đạt được mục tiêu của họ? Điều gì làm họ khác biệt? Câu trả lời nằm ở những nghi thức và thói quen hàng ngày mà họ áp dụng trong cuộc sống. Những thói quen này, dù có vẻ đơn giản, nhưng lại mang sức mạnh to lớn để biến đổi cuộc sống của chúng ta và đưa chúng ta đến gần hơn với mục tiêu với sự quyết tâm không lay chuyển. Khi chúng ta bước vào hành trình tìm hiểu những thói quen hàng ngày của người thành công, tôi mời bạn tiếp cận với một tâm trí cởi mở và sẵn sàng học hỏi. Những hiểu biết mà chúng ta sẽ khám phá hôm nay có thể thay đổi cách bạn tiếp cận cuộc sống và mở ra những mức độ thành tựu và hạnh phúc mới. Vậy bạn đã sẵn sàng khám phá những thói quen có thể đưa bạn tới thành công chưa? Nếu vậy, hãy cùng nhau khám phá những thực hành then chốt đã giúp vô số cá nhân hiện thực hóa giấc mơ và sống một cuộc sống theo cách riêng của họ. Bạn muốn thay đổi cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của mình? Hãy sẵn sàng để dấn thân vào một trải nghiệm phát triển cá nhân độc đáo với hướng dẫn tối ưu của Brian Tracy. Xin chào, tôi là Brian Tracy và câu hỏi mà tôi thường xuyên nhận được là: thói quen của người thành công là gì? Những người thành công làm gì mỗi ngày để có thể nằm trong top 20% người kiếm tiền nhiều nhất trong xã hội? Aristotle đã nói rằng 95% mọi việc bạn làm là kết quả của thói quen. Vì vậy, quy tắc là hãy hình thành thói quen tốt và biến chúng thành ông chủ của bạn thay vì để thói quen xấu hình thành. Thực tế là một quy tắc khác nói rằng thói quen tốt khó hình thành nhưng dễ sống với nó. Thói quen xấu dễ hình thành nhưng khó sống chung với nó. Một trong những bước ngoặt trong cuộc đời tôi trong quá trình nghiên cứu về tâm lý học là phát hiện ra rằng tất cả thói quen đều có thể học được và có thể thay thế. Bạn không thực sự quên thói quen cũ, mà bạn chỉ đơn giản là thay thế chúng bằng một thói quen tốt hơn, có nhiều sức mạnh và tác động hơn. Vậy làm thế nào để bạn phát triển một thói quen tốt? Bạn phát triển nó thông qua việc lặp đi lặp lại. Hầu hết mọi thứ bạn làm từ lúc thức dậy vào buổi sáng đều là một thói quen. Hãy tưởng tượng một tương lai nơi những giấc mơ và khát vọng của bạn trở thành hiện thực. Làm thế nào để bạn đạt được điều đó? Câu trả lời nằm ở việc đầu tư vào bản thân, dành chỉ 3% thu nhập của bạn cho phát triển cá nhân. Và đây là một thói quen rất tốt. Những ai phàn nàn về sự thiếu thay đổi trong cuộc sống thường bỏ qua tầm quan trọng của việc thực hiện những bước chủ động để cải thiện. Trên hành trình khám phá bản thân, tôi sẽ hướng dẫn bạn qua 7 trụ cột thiết yếu của phát triển cá nhân, từ việc củng cố kỹ năng cá nhân đến sự vững mạnh về tài chính. Mỗi bước sẽ đưa bạn đến gần hơn với phiên bản tốt nhất của chính mình. Bạn có thể bắt đầu bằng cách xác định những kỹ năng hiện tại của mình và các lĩnh vực cần cải thiện. Bạn đã sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn và phát triển cá nhân chưa? Đã đến lúc hành động và chủ động trong sự phát triển của bạn. Nhưng thành công không chỉ dừng lại ở đó. Từ sức mạnh của thái độ đến tầm quan trọng của thái độ tinh thần tích cực, mỗi yếu tố sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu của mình. Hãy nhớ rằng may mắn chỉ là sự kết hợp của sự chuẩn bị và cơ hội. Vậy bạn đã sẵn sàng để đạt được tiềm năng tối đa của mình chưa? Hãy đăng ký ngay, like và chia sẻ video này với bạn bè. Cùng nhau, chúng ta có thể bắt đầu một hành trình biến đổi và đạt được cuộc sống tốt nhất có thể. Cảm ơn bạn đã tham gia vào cuộc hành trình đầy phấn khích đến thành công này. Phát triển cá nhân là quá trình cải thiện bản thân thông qua các thói quen và hoạt động có ý thức. Chúng ta tìm kiếm sự phát triển cá nhân để nâng cao chất lượng cuộc sống và đạt được những ước mơ, khát vọng của mình. Đây là một quá trình đòi hỏi thời gian, nỗ lực và sự kiên nhẫn với chính bản thân. Nếu bạn đặt mục tiêu, lập kế hoạch và làm việc mỗi ngày, bạn sẽ thấy tiến bộ trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp, thậm chí nhanh hơn những gì bạn tưởng tượng. Đây là một hành trình không ngừng và thực sự mang tính cách mạng. Có 7 trụ cột thiết yếu của phát triển cá nhân, và nếu bạn tập trung vào 7 khía cạnh quan trọng này, bạn có thể phát triển và đạt được mục tiêu nhanh hơn những gì bạn nghĩ. Trụ cột đầu tiên là kỹ năng cá nhân. Kỹ năng cá nhân là những lĩnh vực chuyên môn mà bạn được sinh ra với nó, hoặc đã luyện tập, hoàn thiện hoặc mong muốn hoàn thiện. Bạn có thể đã nghe về chúng như những kỹ năng mềm trong môi trường làm việc. Những kỹ năng này bao gồm đáng tin cậy, khả năng giải quyết vấn đề, có động lực, linh hoạt, chăm chỉ, có tinh thần hợp tác, sáng tạo, tôn trọng, trực giác, năng động và sáng tạo.
Tất cả những kỹ năng này đều là thiết yếu để thành công. Biết rõ mình xuất sắc ở đâu và cần cải thiện ở đâu là rất quan trọng cho cả cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Giờ hãy nghĩ về những kỹ năng cá nhân mà bạn đã thể hiện và những kỹ năng nào có thể cần cải thiện. Bạn sẽ chia sẻ kỹ năng của mình với người khác như thế nào và bạn sẽ làm gì để làm chủ những kỹ năng mới? Trụ cột thứ hai là sự phát triển cá nhân. Sự phát triển cá nhân bao gồm việc cải thiện bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn và tập trung vào việc trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Là con người, tâm trí của chúng ta liên tục tiến hóa và nhiệm vụ của bạn luôn là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm nay so với hôm qua. Hãy thực sự suy nghĩ về những khía cạnh trong cuộc sống cá nhân mà bạn muốn cải thiện và sau đó hành động mỗi ngày để thực hiện những thay đổi đó. Trụ cột thứ ba là sức mạnh cá nhân. Sức mạnh cá nhân là việc kết nối và nhận được sự hỗ trợ từ những người và nguồn tài chính xung quanh bạn. Việc bao quanh mình với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình có mục tiêu tương tự và sẵn sàng giúp đỡ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của bạn. Tiền trong ngân hàng mang lại sự tự do và khả năng tận dụng tối đa các cơ hội khi chúng xuất hiện. Trụ cột thứ tư là cải thiện cá nhân. Cải thiện cá nhân bắt nguồn từ thói quen làm việc tốt và thái độ tinh thần tích cực. Suy nghĩ trước khi hành động là điều quan trọng để phát triển thói quen làm việc tốt. Việc đặt ưu tiên trên danh sách và xem xét các hậu quả có thể xảy ra trước khi bắt đầu là điều thiết yếu. Duy trì thái độ tinh thần tích cực sẽ giảm thời gian bạn cần để đạt được mục tiêu. Trụ cột thứ năm là tăng cường cá nhân. Việc thúc đẩy hình ảnh tích cực về bản thân và sự sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày có thể đẩy nhanh thời gian bạn cần để đạt được mục tiêu và tăng cường sức mạnh cá nhân. Suy nghĩ sáng tạo có nghĩa là liên tục tìm kiếm những cách nhanh hơn, tốt hơn, dễ dàng hơn và rẻ hơn để hoàn thành công việc. Điều quan trọng là liên tục thách thức bản thân để học hỏi và phát triển. Sử dụng suy nghĩ sáng tạo để đạt được mục tiêu và nâng cao bản thân. Hãy nghĩ về những lĩnh vực trong cuộc sống gây cho bạn sự thất vọng. Bạn có thể sử dụng suy nghĩ sáng tạo như thế nào để tự tăng cường và cải thiện những lĩnh vực này? Trụ cột thứ 6 là phân tích cá nhân. Việc nhận thức về những lĩnh vực mà bạn có kỹ năng tự nhiên cũng như phân tích các lĩnh vực cần cải thiện là rất quan trọng. Thành thật về vị trí hiện tại của bạn là bước đầu tiên để tiến lên. Bạn nên liên tục đánh giá vị trí hiện tại của mình trong mối quan hệ với việc đạt được mục tiêu và khát vọng trong tương lai. Bạn cần cải thiện cá nhân ở đâu? Hãy thành thật với chính mình để thúc đẩy bản thân tiến lên. Trụ cột cuối cùng là mục tiêu cá nhân. Tham vọng là vô ích nếu không có mục tiêu rõ ràng trong tầm nhìn. Việc thiết lập mục tiêu ngắn hạn và dài hạn là một bước quan trọng. Hãy thiết lập rõ ràng những mục tiêu này cho bản thân, vì việc có một kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những chiến lược nào cần thiết để đạt được điểm đến mong muốn. Mục tiêu của bạn là gì? Kế hoạch của bạn để đạt được chúng là gì? Và làm thế nào để bạn tự chịu trách nhiệm cũng như thưởng cho mình khi đạt được thành công? Một ý tưởng sâu sắc được chia sẻ bởi một người bạn từ Đức là quá trình học tập bao gồm các giai đoạn bão hòa. Ban đầu, bạn có thể cảm thấy như mình đang tiến bộ rất ít. Tuy nhiên, điều này là bình thường và không có nghĩa là bạn không tiến bộ. Điều quan trọng là kiên trì và tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi có vẻ như bạn không tiến lên. Qua thời gian, bạn sẽ trải qua những bước đột phá đáng kể và sẽ kinh ngạc về việc mình đã tiến xa đến đâu trong những giai đoạn tưởng chừng như đình trệ. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy bình luận số 1. Ngược lại, hãy bình luận số 0. Chia sẻ cảm nhận của mình trong phần bình luận dưới video. Chúng ta tiếp tục nào. Nhiều người mất đi động lực và từ bỏ khi gặp phải những giai đoạn này. Nhưng đây là một phần bình thường của quá trình học hỏi. Bạn phải tin rằng mình đang tiến bộ, dù kết quả chưa hiện rõ ngay lập tức. Giống như những hạt giống nảy mầm dưới lòng đất trước khi chúng trổ hoa, hành trình của bạn cũng cần có thời gian. Dưới đây là 8 yếu tố thành công mà bạn nên biết để thúc đẩy tiến trình phát triển trong cuộc sống. Mỗi yếu tố này đã được chứng minh là quan trọng để đạt được cuộc sống tốt nhất cho bạn và những người xung quanh. Bằng cách áp dụng một hoặc nhiều yếu tố thành công này một cách có hệ thống vào cuộc sống, bạn có thể nâng cao sự nghiệp và đạt được cuộc sống mơ ước nhanh hơn so với khi không thực hiện những bước đi này. Yếu tố thành công đầu tiên trong 9 yếu tố này là giáo dục. Trong xã hội của chúng ta, những người được trả lương cao nhất là những người hiểu biết nhiều hơn về công việc của mình so với người khác. Họ có sự hiểu biết sâu sắc về dữ liệu, thông tin và kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực của mình. Do đó, họ có thể đóng góp giá trị cao hơn trong một xã hội dựa trên tri thức và có thể sống một cuộc sống tốt nhất có thể. Họ không chỉ được đánh giá cao và tôn trọng hơn mà còn thường kiếm được nhiều tiền hơn và nhận được nhiều cơ hội thăng tiến hơn, chủ yếu nhờ vào trình độ học vấn cao hơn. Quy tắc rất rõ ràng, muốn kiếm nhiều tiền hơn, bạn phải học hỏi nhiều hơn. Nếu bạn muốn tăng thu nhập và đạt được cuộc sống tốt nhất có thể,
bạn phải nâng cao trình độ vốn trí tuệ của mình và do đó tăng giá trị của kiến thức trong lĩnh vực bạn chọn. Và hãy nhớ rằng bạn phải bắt đầu hành trình này từ hôm nay. Như người bạn gym của tôi đã nói một cách khôn ngoan, giáo dục chính quy sẽ giúp bạn kiếm sống, nhưng tự học sẽ làm bạn giàu có. Điều này cũng áp dụng cho bạn. Yếu tố thành công thứ hai là kỹ năng. Mức độ kỹ năng của bạn trong lĩnh vực sẽ quyết định chất lượng và số lượng kết quả bạn đạt được. Càng giỏi trong công việc của mình, bạn càng dễ dàng tiến lên và đạt được những kết quả mong muốn. Khi bạn nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực của mình, thông qua việc học tập và kinh nghiệm, bạn sẽ ngày càng thành thạo hơn trong việc thực hiện những điều nhỏ nhặt nhưng làm tăng tốc độ và tính nhất quán của kết quả. Hãy nhớ rằng kỹ năng là những thứ có thể được phát triển và rèn luyện liên tục, và tất cả các kỹ năng kinh doanh đều có thể học được. Bạn có thể học bất kỳ kỹ năng nào bạn cần để đạt được mục tiêu kinh doanh mà bạn đã đặt ra. Yếu tố thành công thứ ba là xây dựng một mạng lưới quan hệ rộng lớn. Thực tế, mọi thay đổi lớn và cơ hội trong cuộc sống của chúng ta thường đến từ những kết nối mà chúng ta tạo ra với người khác. Càng nhiều người bạn biết, quý mến và sẵn sàng giúp đỡ, tiềm năng thành công và sự viên mãn của bạn càng lớn. Để mở rộng mạng lưới quan hệ của mình, Brian nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên tục kết nối tại mọi cơ hội. Có một mối quan hệ trực tiếp giữa kích thước mạng lưới của bạn và khả năng bạn tận dụng nó một cách hiệu quả. Chiến lược rất đơn giản, khi gặp gỡ người mới, hãy tập trung không phải vào những gì bạn có thể nhận được từ họ, mà là những gì bạn có thể cung cấp lại. Nhưng mạng lưới quan hệ chỉ là một phần của bức tranh, vì Brian còn nêu bật một yếu tố thành công quan trọng khác, đó là tiền bạc. Việc có nguồn tài chính trong tầm tay giúp bạn có sự tự do và linh hoạt hơn để nắm bắt các cơ hội khi chúng xuất hiện trong cuộc sống. Các lựa chọn của bạn chính là sự tự do của bạn. Nếu không có sự ổn định tài chính, bạn có thể bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của những hạn chế, không thể theo đuổi mục tiêu hoặc tận dụng những cơ hội mới. Như Brian khéo léo chỉ ra, việc bị kẹt trong một công việc không có tương lai do hạn chế tài chính có thể làm suy giảm tiềm năng của bạn và ngăn cản bạn tiến lên. Vì vậy, khi chúng ta suy ngẫm về những yếu tố thành công quan trọng này, hãy nhớ tầm quan trọng của cả việc xây dựng các mối quan hệ ý nghĩa và củng cố sự ổn định tài chính. Bằng cách làm như vậy, chúng ta tự trao quyền để đối mặt với những thách thức của cuộc sống với sự tự tin và đón nhận những cơ hội mà cuộc sống mang lại. Nhưng nếu bạn có tiền, đó chính là tiền cơ hội. Nếu bạn có tiền tiết kiệm, bạn có thể từ bỏ một công việc tồi và dành thời gian tìm kiếm công việc phù hợp nhất với bạn. Ý tưởng tiết kiệm tiền để sẵn sàng cho các cơ hội đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Yếu tố thành công thứ tư là thói quen làm việc tốt. Khả năng gia tăng lợi tức đầu tư hoặc lợi tức thời gian của bạn sẽ giúp bạn đạt được nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn so với những người làm việc không có tổ chức. Việc phát triển thói quen làm việc tốt đòi hỏi bạn phải suy nghĩ trước khi hành động, lập danh sách và sắp xếp thứ tự ưu tiên trên danh sách trước khi bắt đầu. Thói quen làm việc tốt yêu cầu bạn phải xem xét kỹ các hậu quả có thể xảy ra, dù là tích cực hay tiêu cực, trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động nào. Thói quen làm việc tốt giúp bạn đạt được nhiều kết quả hơn với ít thời gian và công sức hơn. Có một quy tắc nói rằng mỗi phút bạn dành để lập kế hoạch sẽ giúp bạn tiết kiệm 10 phút trong việc thực hiện. Càng suy nghĩ, lập kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên trong công việc, bạn sẽ càng trở nên năng suất và có giá trị hơn. Yếu tố thành công thứ năm là thái độ tinh thần tích cực. Thái độ tích cực rút ngắn thời gian để đạt được mục tiêu của bạn bằng cách trở nên tích cực đến mức người khác sẵn sàng giúp đỡ bạn. Thái độ tinh thần tích cực chủ yếu là một quyết định bạn tự đưa ra cho mình. Hãy nhớ rằng không ai có thể làm bạn cảm thấy gì. Tất cả những gì bạn cảm nhận đều phụ thuộc vào cách bạn chọn phản ứng với tình huống đó. Và hãy nhớ rằng, bạn trở thành những gì bạn làm. Nếu bạn tham gia vào các hoạt động của những người tích cực, tự tin và lạc quan, cuối cùng bạn sẽ trở thành một trong số họ và sống cuộc sống tốt nhất có thể. Yếu tố thành công thứ 6 là phát triển hình ảnh tích cực. Hãy nhớ rằng mọi người đánh giá bạn qua vẻ ngoài bên ngoài. Vì vậy, việc dành thời gian để tạo dựng hình ảnh hấp dẫn về bản thân, từ quần áo, chăm sóc cá nhân đến phụ kiện, có thể có tác động không nhỏ đến những cánh cửa sẽ mở ra cho bạn và những người sẵn sàng giúp bạn tiến lên trong cuộc sống. Hãy nhìn vào những bức ảnh của những người thành công nhất trong lĩnh vực của bạn và bạn sẽ thấy họ trông rất tuyệt trong những bức ảnh của mình, và bạn cũng có thể như vậy. Yếu tố thành công thứ 7 là sáng tạo. Sáng tạo đòi hỏi bạn phải liên tục tìm kiếm những cách tốt hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn và rẻ hơn để hoàn thành công việc của mình. Hãy nhớ rằng, một ý tưởng tốt là tất cả những gì bạn cần để bắt đầu một sự nghiệp thành công hoặc biến đổi công việc của mình. Yếu tố thành công thứ 8 là tính cách của bạn. Tính kỷ luật và sự trung thực sẽ mở ra vô số cánh cửa cho bạn. Sự tự tin là nền tảng của mọi mối quan hệ. Khi người khác biết bạn tin tưởng và bị thuyết phục rằng họ có thể tin tưởng bạn giữ lời và làm những gì bạn đã hứa, họ sẽ cảm thấy rằng
họ sẽ đạt được những gì họ muốn thông qua bạn nhanh hơn, dễ dàng hơn và chắc chắn hơn. Khi bạn áp dụng tất cả những khái niệm này để trở thành một người tốt hơn, hiệu quả hơn và hiệu suất cao hơn, cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu tiến lên nhanh chóng, đến mức bạn sẽ ngạc nhiên, và mọi người xung quanh cũng vậy. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy bình luận số 1. Ngược lại, hãy bình luận số 0, chia sẻ cảm nhận của mình trong phần bình luận dưới video. Chúng ta tiếp tục nào. Bây giờ hãy nói về sự may mắn. May mắn không chỉ là vấn đề của cơ hội, mà là về xác suất. Mọi người thường nhầm lẫn giữa may mắn và cơ hội. Như đánh bạc ở Las Vegas, hoàn toàn là một trò chơi may rủi không có kiểm soát kết quả. Tuy nhiên, may mắn thực sự là việc điều chỉnh xác suất, đặt mục tiêu rõ ràng tăng khả năng thành công của bạn và việc nắm vững kiến thức về lĩnh vực kinh doanh của mình sẽ cải thiện cơ hội của bạn trong thế giới kinh doanh. Việc đối xử tốt với mọi người sẽ gia tăng khả năng bạn hình thành các mối quan hệ tích cực và duy trì lối sống lành mạnh, sẽ tăng cơ hội bạn trở nên thu hút và mạnh mẽ về thể chất. Thực chất, may mắn là kết quả của một loạt các hành động và quyết định có chủ đích, khi nhìn lại, sẽ dẫn đến thành công lớn. Vì vậy, thay vì quy cho may mắn, đúng hơn là hãy công nhận những bước đi có kế hoạch đã giúp đạt được thành công đó. Một người bạn của tôi, một quý ông tên Ivan Soran, đã đến Mỹ sau nhiều năm cố gắng và nhiều lần thất bại. Cuối cùng, khi nhận được visa và vé máy bay, anh ta đến New York với tất cả tài sản của mình, trong một chiếc hộp các tông buộc bằng dây. Anh ta không thể nói một từ tiếng Anh nào. Anh đã đến khu phố được gọi là Little Rapture ở New York, nơi có nhiều người Nga nhập cư sinh sống. Trong năm đầu tiên ở Mỹ, công việc duy nhất anh có thể làm là giao bánh pizza, hoặc cho một tiệm pizza của người Nga, hoặc cho những người Nga khác trong khu vực gần đó. Nhưng Ivan có một lợi thế lớn mà nhiều người khác không có. Anh ta biết chắc chắn rằng Mỹ là vùng đất của cơ hội. Anh cũng biết rằng chìa khóa để thành công ở vùng đất mới này là khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Vì vậy, anh bắt đầu nghe các chương trình âm thanh của tôi về thành công và thành tựu, và cuối cùng là của những tác giả và người dẫn chuyện thành công khác. Anh đọc sách của chúng tôi, học tiếng Anh và học về thành công cùng một lúc. Tâm trí anh hoàn toàn mở, vì không có nguyên tắc nào trong số này từng được dạy cho anh khi anh sống ở Liên Xô. Vào cuối năm đầu tiên, tiếng Anh của anh đã đủ tốt để có một công việc bán hàng tại một công ty in ấn. Vào cuối năm thứ hai, anh đã làm tốt đến mức quyết định bắt đầu công ty riêng của mình với vai trò là một nhà môi giới in ấn. Trong năm thứ ba ở Mỹ, anh đã bán được các dịch vụ in ấn trị giá 2 triệu đô la và kiếm được hơn 400.000 đô la thu nhập cá nhân. Thành công của anh không liên quan gì đến may mắn. Nước Mỹ đầy rẫy hàng trăm ngàn người đã đến từ những hoàn cảnh khó khăn, với đủ loại vấn đề và trở ngại, nhưng vẫn tiếp tục xây dựng cho mình một cuộc sống tuyệt vời. Thường thì những người xung quanh họ cho rằng họ gặp may mắn. Nhưng nếu bạn nói chuyện với những người này và tìm hiểu câu chuyện của họ từ khi bắt đầu đến lúc đạt được thành công, bạn sẽ thấy rằng may mắn không liên quan gì đến thành công của họ và cũng không liên quan gì đến thành công của bạn. Khi chúng ta kết thúc hành trình khám phá các thói quen hàng ngày của những người thành công, hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về những hiểu biết sâu sắc mà chúng ta đã khám phá. Những thói quen mà chúng ta đã thảo luận hôm nay không chỉ là những hành động thường nhật, chúng là nền tảng mà trên đó thành công được xây dựng. Nhưng đừng chỉ ngưỡng mộ những thói quen của những người thành công, hãy hành động. Hãy cam kết áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống của chúng ta, từng thói quen một. Bởi chính nhờ sự nỗ lực liên tục và hành động có chủ đích, chúng ta mới thực sự biến đổi cuộc sống của mình và đạt được những khát vọng lớn lao nhất. Khi bạn suy ngẫm về những bài học hôm nay, tôi khuyến khích bạn xác định một thói quen chủ chốt, một hành động hoặc thói quen mà bạn cảm thấy sâu sắc và có khả năng thúc đẩy bạn đến thành công. Hãy cam kết tích hợp thói quen này vào cuộc sống hàng ngày của bạn và quan sát xem nó sẽ biến đổi tư duy, hành động và cuối cùng là số phận của bạn như thế nào. Hãy nhớ rằng, thành công không phải là một điểm đến, mà là một hành trình. Một hành trình được định hình bởi những thói quen và lựa chọn hàng ngày của chúng ta. Bằng cách áp dụng các thói quen của những người thành công, bạn đang thực hiện một bước mạnh mẽ để tạo ra cuộc sống mà bạn luôn mơ ước. Vậy, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình biến đổi này chưa? Bạn đã sẵn sàng để nuôi dưỡng những thói quen sẽ dẫn bạn đến thành công chưa? Nếu vậy, hãy để hôm nay là khởi đầu của một chương mới, một chương đầy ý nghĩa, đam mê và tiềm năng vô hạn. Cảm ơn bạn đã cùng tôi tham gia vào hành trình khai sáng này. Mong rằng những thói quen mà chúng ta đã khám phá hôm nay sẽ là ánh sáng dẫn đường cho bạn trên con đường đến thành công. Và mong rằng bạn luôn nhớ rằng sức mạnh để đạt được vĩ đại nằm ngay trong bạn. Hãy nắm lấy nó với sự can đảm, quyết tâm và niềm tin không lay chuyển vào chính mình. Cho đến khi chúng ta gặp lại, chúc cho những ngày của bạn luôn tràn đầy thành công, thịnh vượng và niềm vui.